VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Cuộc chiến tranh cúp mặt nạ vàng The Mask Singer Việt Nam đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Chỉ sau 2 đêm ra mắt, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng được gọi tên và đưa vào danh sách nghi ngờ. Hoàng Thị Linh, Giang Hồng Ngọc, Bích Phương, Đồng Nhi. Nhưng đó vẫn chỉ là những phỏng đoán tạm thời, vì đêm nay, 5 nghệ sĩ cuối cùng sẽ xuất hiện. Phương Mặt Trời, Tino, Nhiễm U Gia, Phương Hoàng Lửa, Kỳ Đà Hoa. Trời ơi, con Kỳ Đà đẹp xuất sắc. Họ sẽ mang đến 5 dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Em nghĩ là con trai chắc rồi đó. Con trai rồi. Con trai chắc không rồi. Không có con gái nào ra mà chỉ kiểu đó hết. Tất cả đều hoang mang và suy đoán. Ai đang phía sau mặt nạ? Mình phải kiên định. Âm thanh đúng của chương trình có bóp méo chút xíu nữa, nhưng ta vẫn nghe ra. Phải là Đăng Đăng thôi. Em biết là ai rồi. Ai? 200% luôn. 200% luôn. Hãy đến với đêm ra mắt của bảng C ngay bây giờ. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam. Chương trình The Mask Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và VChannel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holding. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion và trên kênh truyền hình HTV2 VChannel và V Giải Trí. Quý vị có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Chúng ta có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi bung cùng nhạc chất. Ngoài ra, chúng ta hãy cùng nhau dành pháo tay thật lớn để cảm ơn sự đồng hành của ban nhạc Hoài Sơn. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ có hội đồng cố vấn. Họ chính là những thám tử mà chúng tôi đã phải cất công tìm kiếm, tuyển chọn trên cả tỷ người. Đầu tiên, hoàng tử cầu lông, diễn viên MC Trấn Thành, ca sĩ Tốt Tiên, rapper Wowin, nữ ca sĩ diễn viên Harry Wong. Wow, em xin xin chào hội đồng cố vấn ạ. Xin cảm ơn MC Thọ Ngọc Phết Kim Tuyến. Rất rườm rà và bận đồ rất dài ạ. Dạo này chúng tôi có đi đánh cầu lông, nhưng ngày hôm nay tôi với một diện mạo có thể chỉnh chu nhất, và tôi quyết tâm không đeo mặt nạ mà sẽ lột trần mặt nạ. Em bắt đầu cảm thấy run sợ khi em ngồi trên cái ghế này. Em cảm thấy đây là một cuộc chơi không hề công bằng. Vì sao ạ? Tại vì trong cái quá trình hoạt động của anh Trấn Thành đó, là coi như là anh đã giao tiếp tất cả. Người ta chỉ bước ra sân khấu thôi, anh cũng biết người đó là ai rồi. À, thưa giáo chủ Thần Long Giáo, tôi xin nói với anh một tí về này. Tôi nghe nói chương trình hiện nay đã mướn về rất là nhiều cô biên tập đến từ Hollywood, và họ được trả 80 triệu một tháng chỉ để lừa lọc chúng ta. Không dễ giàu gì đoán đâu. Đặc biệt là khi em đeo mắt kiến đen nữa thì càng khó hơn. Khi mà em tới cái chương trình này, em biết cái thử thách này nó rất là khó, cho nên con mắt của em đã luyện. Bây giờ em đã có thể nhìn thấy được 10 trên 10. Hay quá vậy. Bây giờ mình muốn đi về. Sao vậy? Tại vì Harry Won là một người nhớ về khuôn mặt đã dở, nhớ về tên người cũng đã dở, thì cái giọng nói sao mà mình nhớ được.
Em biết gì sao người ta mời em không? Sao vậy? Là vì tất cả những cái dở em vừa kể đó, người ta mời em đến đây để lấy được sự ngơ ngác trên gương mặt của em đó. Em nghĩ là trong bất kỳ một cái bộ phim nào hay một cái chương trình nào, nó cũng có cái phần gọi là hy vọng. Thế hy vọng đó là nằm ở đâu? Chắc chắn là không phải là anh hả? Hội đồng cố vấn ơi, mọi người đã quên một nhân vật rồi. Tia hy vọng ấy đứng ở đây. Không. Hả? Em biết không, trong bộ phim nó có hy vọng và cuối phim nó thường đi về hướng thất vọng là em đó. Ban cố vấn và khán giả phải tin em, bởi vì em là người của chương trình. Chính vì em là người của chương trình mới không đáng tin đó. Tôi thấy em tụm 5, tụm 7 với 8 người biên tập là biết là để lừa rồi. Hội đồng cố vấn cứ an tâm ở em, lời em nói ra sẽ là manh mối đó. Và thưa quý vị, chúng ta cùng nhau đến một phần quan trọng hơn nữa thưa quý vị. Đó chính là phần nghỉ giải lao sầu ức thức. Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với The Mask Singer Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nghệ sĩ đầu tiên. Hãy chào đón sự xuất hiện của Bướm Mặt Trăng. Quá hoành tráng, ra một cái là vũ điệu xòe hoạt liền. Và bây giờ xin mời Bướm Mặt Trăng, bạn hãy xòe một tí manh mối cho chúng tôi biết bạn là ai. Tôi chọn là Bướm Mặt Trăng bởi vì tôi thích. Và tôi không muốn là bạn photocopy của ai cả. Tôi là một loài biến dị. Tính khí của tôi thì phụ thuộc vào thời tiết xung quanh. Bay lượn nhiều năm tôi chẳng cần một cục mắt gì, bởi vì ai mà chẳng biết đến tôi. Người ta nghĩ tôi chỉ dạo chơi thôi, nhưng họ đâu biết là tôi có những gì. Wow. Cuối cùng thì tôi sẽ dành cho các bạn một câu đố. Ở Việt Nam có hơn 1.000 loài bướm. Đố bạn biết tôi là ai? Trời ơi, cái gì vậy? Rất nhiều manh mối xuất hiện trong đoạn clip vừa rồi. Nghệ sĩ Việt Nam nào hiện nay đang sở hữu sổ đỏ nhiều hơn Lý Nhã Kỳ đấy? Bạn Bướm ơi, tôi có để ý như thế này, nếu có nói ra thì bạn Bướm cũng đừng có giận tôi. Tôi cảm thấy rằng xét về ngoại hình thì bạn Bướm là một nghệ sĩ nằm ở cái dạng tròn người ạ. Ở sao em có một cái sense nào đó? Tôi có một cái sense, đây không phải là nữ mà là nam. Không. Thì đó, có những cái cách mà làm tay ra và cố tình lừa chúng ta. Tại vì chị có để ý mấy cái động tác yeah. Và hồi nãy cái đoạn bước ra, xin lỗi bạn Bướm, là tôi thấy bạn Bướm nhúng không đúng nhịp lắm. Nó rất là da. Bây giờ cho hội đồng cố vấn có thêm manh mối nữa, thì bây giờ hội đồng cố vấn sẽ được quyền đặt câu hỏi cho bạn Bướm của em. Nhưng bạn Bướm sẽ không được trả lời, mà chỉ được gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. À, chị Harry Won ạ. Không, không, mà không nên hỏi người ngu trước. Mình để cho những người kia đi trước đi rồi cho em. Ở đây có người mà có luôn tính vật ở trên này. Đây, giáo chủ, giáo chủ. Ờ, giáo chủ ạ. Tất cả các cái hình ảnh sổ đỏ hồi nãy đó là thuộc quyền sở hữu của bạn Bướm. Lắc à? Hay. Yeah. Anh Chiến Thành. Bạn Bướm ơi, dòng nhạc chính của bạn có phải là Bolero không? Không à. Dạ, cho tin hỏi bạn Bướm, có phải là bạn đã tham dự một cuộc thi về âm nhạc nào đó hay không ạ? À? Wow. Yeah. Anh mối xịn, anh mối xịn, anh mối xịn. Chị Harry Won ạ. À? Có nhận giải thưởng trong top 3 hay không? Câu này hay, câu này hay. Không, trong top 3.
Rồi, đủ rồi. Cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Khoan, cái trường hợp này á, nó có hai khả năng. Một là thí sinh, hai là ban giám khảo. Em nghĩ là Bướm cũng sẽ chia sẻ hết manh mối là cũng có đúng có sai mới thú vị. Chứ mà Bướm trả lời đúng hết thì lộ rồi là không có được. Em sẽ bảo vệ bé Bướm của em. Nè, người xưa có câu, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Nếu như mà Bướm không thành thật, một lát tôi sẽ lặt nụ hoa không cho Bướm đậu nữa. Và bây giờ xin mời phần trình diễn của Bướm Mặt Trăng. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em chẳng yêu đuối như bao người. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em anh hằng mong nhớ. Trần đòn quyến rũ ngọc ngà, phút chốc mỗi khi anh đến gần, kiềm mi cong mắt ứa say đắm. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em chẳng yêu đuối như bao người. Baby tell me what you want, tell me what you say. Là em anh hằng mong nhớ. Baby keep me in love, keep me in love. Con tim chẳng rời xa dấu phút giây. Baby keep me in love, hãy nói yêu thương ngọt ngào, em dành riêng em mãi thôi. Baby keep me in love, keep me in love. Ủa, baby keep quá. Me in love, keep me in love, hãy nói yêu thương ngọt ngào, anh dành riêng. Chẳng yêu đuối như bao người. Oh baby tell me what you want, tell me what you say. Là em anh hằng mong ngứa. Baby keep me in love, keep me in love. Hãy giữ em trong con tim, chẳng rời xa dấu phút giây. Baby keep me in love, keep me in love. Hãy giữ yêu thương ngọt ngào, em dành riêng em mãi thôi. Baby đầu tiên. À, tôi xong nha. Sao mọi người ai cũng có tên, em không nghĩ được tên nào luôn á. Anh Quy cũng biết luôn hả? Trong cuộc sống này nó có 4 điều không thể che giấu được. Đó là thứ nhất, đó là mặt trời. Thứ hai, đó là mặt trăng. Thứ ba, đó là sự thật. Thứ tư là giọng hát của cô Bướm đây. Wow. Anh tưởng thứ ba là mặt tiền chứ. Sổ đỏ quá mà. Hồi nãy đi mày phỏng vấn chị Harry cũng bảo là chị đi về chứ không biết ai. Anh qua Quy cũng kêu anh không biết ai hết.
Mà trong khi ngồi ghi kết quả, em là đứa duy nhất không biết là ai ghi tên cái gì luôn. Em thấy xung quanh ai cũng chép bài quá trời luôn á. Tiên ơi, em có biết vì sao không? Vì sao? Trong chương trình mời vợ anh đến đây rất là tội cho cô ấy. Cô ấy là người Hàn Quốc. Bây giờ có một chục con bướm ra hát, cô cũng không biết là con nào đâu. Cho nên phải có một ông chồng như vậy để kéo lại kinh tế cho gia đình. Nói chung á là hồi nãy con bướm hát á là em cũng có điền vô là có những cái đặc trưng của cái giọng này là em đã điền vô hết. Chỉ điền tiếng Hàn không vô hết. Tại vì biết tiếng Việt thì mọi người thấy thì sao? Và thời gian ghi tên nhân vật đã hết. Xe của ngân hàng VIP đã tới rồi. Xin mời tất cả hội đồng cố vấn hãy bỏ phiếu vào xe của ngân hàng VIP. Xin mời, xe di chuyển đi ạ. Ai da. Rồi, quay trở về luôn con. Chỉ một người được lấy cái lỗ tai vàng này thôi, quay trở về. Ôi, xe đi lùi. Trời ơi. Bạn coi thường à. Trời ơi, làm sao mà qua mặt tôi được. Xe này tôi mua mà. Con tiên tiên lùi lùi à. Rồi, xin mời xe về ngân hàng VIP ạ. À. Đi con. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho bướm mặt trăng. Hai câu hỏi này sẽ cung cấp manh mối cho hội đồng cố vấn cũng như khán giả được biết. Câu hỏi đầu tiên, tại sao bạn lại chọn hình tượng là bướm mặt trăng? Hello. Hello. Em phải alo chứ. Lỡ nó lời cái giọng thiệt là... Em chọn làm bướm bởi vì mấy con kia nặng quá. Con này là nhẹ nhất rồi. Hay quá. Ê, cái voice này nó rất là hợp với con bướm này. Bướm ơi, hồi nãy em hát bài kia với giọng này là em ngon rồi bướm ơi. Em hát lại được không? Chơi luôn. Em mà hát cái giọng này là không ai kiếp em in lớp luôn. Ủa, duyên dáng quá vậy. Bướm này trendy lắm nha. Tôi nghi bướm này nghệ sĩ hài quá. Anh sao cho em một đoạn acoustic để bướm hát lại cái đoạn nãy với cái giọng này thử đi. Nhiều khi hay hơn giọng kia. Mê con bướm quá. Tông sao dày dày. Giọng này khó rơ tông qua. Trời ơi. Không lẽ giờ nhào con xe bướm. Con xe bướm. Bướm bay ngẫu hưng lắm, chưa đậu vô cái tông được. Bướm xéo sắc. Mà rất chậm nha. Tông sao vậy thôi. Em hát đại anh xa vô tông giùm em nha. Không, không phải em cố ý nói cái giọng này đâu, mà vô in ear nó bị delay. Em phải đợi. Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là con bướm delay. Ủa? Và số phận của ngươi sẽ bị delete. Hả? Ngươi sẽ bị delete. Ủa? Ủa sao? Em tưởng anh delay em tới vòng cuối chứ. Ok, duyên dáng giữ con bướm lại. Trời ơi, con bướm, bướm này hot quá. Bướm trending, cập nhật xu thế, giống thẻ online plus 2-in-1 của VIP. Xin mời nhạc ạ. À. Vẫn phải hát hả? Ủa bướm? Em tưởng quăng miếng là không phải hát. Bướm đi bướm hài anh ơi. Anh xa của em, anh lấy tông nãy giờ. Anh xa, nhớ đi lấy nha. Anh nhanh quá em bay không kịp. Baby keep me. Đất anh thấy nó delay. Thôi. Dạ cảm ơn Hoài Sa. Dạ cảm ơn bướm. Em chỉ mới ngồi tiết mục đầu tiên thôi. Mọi người cho em thở với. Anh có cần bình oxy? Ôi con bướm này kỳ quá luôn. Con bướm này thả thính quá. Ừ. Chứ em cần anh cho em vô. Chào luôn. Bướm, còn câu quay trở lại câu hỏi thứ hai. Tại sao bướm lại chọn chương trình The Masked Singer Việt Nam? Dạ, đâu có chương trình nào cho mặc đồ bướm đâu. Chốt hai manh mối ạ. Dạ, em được vô chưa? Chưa bướm. Anh đoán thôi.
Bây giờ ông hội đồng cố vấn phỏng đoán xem, nãy giờ mình đã giấu tên rồi. Đoán làm gì nữa, đoán đâu có đúng đâu. Trời ơi. Ê, khoan chị Harry, chị Harry. Hồi nãy mình có cái câu đầu tiên á, giọng nó khàn khàn. Và có nghe cái cách hát, cái giọng ngân của bạn này á, anh có để ý không nhỉ? Cái này là đồng sao em lẻ loi giữa hai vợ chồng này quá vậy? Và mình đoán bạn này có thể là bạn mà hàng xóm với mình. Im, nói từ đó thôi. Ok. Có vẻ như á, đây là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chỉ có tóc tiên vẫn còn ngơ ngác giữa chợ đời. Sao thấy trong hội đồng cố vấn là thấy đồng nhất ý kiến nhưng tóc tiên vẫn chưa ý kiến. Ủa sao em ngơ ngác tới giờ vậy? Buồn chị tiên quá. Chị tiên không nhận ra bướm. Em là chị. Con bướm của chị nè. Ủa? Sao của em này không nhận ra vậy? Tóc tiên. Ơi. Cô Quyên sẽ nói một cái hint. Là? Tất cả những thứ mà mình đang thấy ở đây lẫn cái clip kia, nó chỉ là cái đòn tung hỏa mù. Em biết rồi. Em biết rồi. Quyên ơi, này ai biết mà em. Chung tòa thì hàng xóm. Hàng xóm. Hàng xóm. Nhưng em đâu biết anh chị sống ở đâu đâu mà biết hàng xóm. Thì bởi vậy đó. Ủa, hơn nhau chỗ đó. Tới đó thôi. Ừ. Nhưng mà hồi nãy chị Harry có bảo là giọng trầm, nhưng mà khi mà lên quảng cao rất là đẹp, cho nên là em nghĩ là đây là một giọng ca mà các cái quảng giọng nó rất là rộng, chứ nó không giới hạn là ở tông trầm không. Ủa, nó lên rõ ràng đẹp và rất là nội lực luôn. Nhưng mà cái sự nội lực đó tới lúc mình phỏng vấn, cái sự nhây đó em thấy không liên quan tới bất kỳ một nghệ sĩ nào trong showbiz. Nhưng mà bướm chia sẻ là bướm biết tiền nhiều nha bạn. Hồi luôn nha. Hồi xưa em đi thi hát, chị tiên còn quánh rớt em rồi. Ô. Hồi mà tóc chị còn xù á. Ô mổ. Đây là một sự trả đũa. Bây giờ bướm đã thành công. Bướm trổ lông, trổ cánh, bướm quay lại, bướm dập tóc tiên. Ủa, chết rồi, đánh rớt luôn á hả? Em đánh rớt bướm. Mà ngày xưa tóc còn xù, tức là lâu lắm rồi. Bướm chưa kịp bay, tiên đánh rớt bướm rồi. Trong ba cái năm đó luôn đó chị. Sao lại vậy được? Ủa, 22. Bây giờ em mới biết con người tàn nhẫn. Tiên nữ còn tàn nhẫn. Trời ơi trời, sao con bướm này nó dễ sợ vậy? Bướm này xéo sắc, em sợ anh Thành ơi. Mà tại sao bà bướm bà cũng rảnh, bà cũng chọn chương trình nào có người ta bà mới chịu thi cho bướm rớt bà ba lần? Em thích vậy. Em thích vậy. Chướng, bướm này bướm chướng dễ sợ. Chị Tiên đánh rớt nhiều quá, làm sao mà nhớ. Không, nhưng mà từ từ xí, em nói là trong ba cuộc thi đó đúng không? Nhưng mà 2009 chị đã đi Mỹ rồi, tức là chỉ có 2008 thôi đúng không? Đúng không? Đúng không? Em đâu biết đâu. Đọc lại trí nhớ của chị đi. Chị bỏ anh Tuliver ra một chút đi. Trời đất ơi, em sợ con bướm này quá rồi. Con bướm này nó vô tầng nhà luôn. Đúng rồi, bây giờ tên gì ạ? Cứu đi. Hồi nãy em viết cái gì vô trong tờ giấy mà em viết sai rồi. Sai rồi cũng phải nói. Thực ra em chỉ nghĩ là 12 thì là có cuộc thi The Voice, em chỉ đoán những thí sinh nữ của cuộc thi The Voice thì em đoán là Bảo Trâm cũng, nhưng mà giọng Bắc còn bạn này giọng Nam là sai rồi. Hồi nãy em coi cái VT là cái VT đó là chắc chắn không phải là người Bắc rồi. Người Bắc sẽ dùng những cái chữ khác. Cái chữ đó là chữ của người miền Nam. Nó cái đó là chữ của biên tập mà. Không, nhưng mà thí dụ như người Bắc người ta sẽ xài những cái từ của ngoài Bắc. Em hiểu tại sao mà chị Tiên lấy anh Tua rồi. Tại anh ít nói quá nên là không nghe được giọng Bắc bao nhiêu. Em sợ quá, nằm cứu em sợ bướm này quá. Không biết ở nhà Tuliver ít nói nên tóc tiên không nghe được giọng Bắc luôn, ghê chưa. Anh Thở Ngọc cho em hỏi một cái là bây giờ mình được phép hỏi khai thác bướm tiếp không? Không ạ. Không ạ, đủ manh mối rồi, bây giờ là những cái tên thôi ạ. Bố Vy nghĩ là ai? Đoán đi, đoán đi. Khi mà thấy body mà cái chi tiết ban đầu anh Thành nói dạ, rất là chính xác mà luôn. Mình xin lỗi bướm trước mà. Dạ. Tại vì mình đó là một manh mối mà. Bởi vậy, nếu như cái trường hợp suy luận này là đúng á, đây là một vinh hạnh để mà em có thể ở đây để chiêm ngưỡng cái giọng ca này và lắng nghe được nó. Cái điều này rất là tuyệt vời. Cho em đáp án đi. Là ai ạ? Hoa Huy mạnh dạn đoán. Đây là nữ ca sĩ Suplex.
vũ trụ. Làm thấy ghê nãy giờ tôi không biết. Tức là từ cái câu mà hồi nãy anh bán là có thể là giám khảo cái ảnh tự mặc định là chị Sương Quát luôn. Trời ơi, phân tích quá trời quá đất. Còn chính Hành Lai ạ. Bây giờ nè, tôi với vợ tôi là một. Nhìn con mắt là tôi hiểu vợ tôi rồi. Vợ tôi hiểu chứ. Không. Khoan xí, nếu mà anh Tiến Thành là chị Harry chung đáp án, mình đọc chung có đúng không nha? Đọc chung nha. Anh ngạc nhiên là vì sao em biết người này nha. Nếu em nghe mà em biết người này là anh nể em á, anh nói thiệt á. Cô này là Hàn Quốc mà biết không ghê. Anh nể em đi. Bây giờ anh với em nói 1, 2, 3 coi đúng giống nhau okay, nha. Ok, ok, ok. 1, 2, 3 Trung Quốc Idol. Wow. Ờ ha. Khỏi thoát. Ờ ha nữa. Ủa nhưng mà chị đâu có đánh rớt em đâu ta. Em ơi, ờ, đúng mà. Mà nó muốn nói gì nó nói chứ. Vậy là hai vợ chồng anh xin, em khẳng định đi xa luôn nha. Em đứng sát đây em thấy là sai rồi. Em là người của chương trình. Ôi, lời nói em không đáng tin. Tổn thương. Hồi nãy tôi phân tách nè, giọng hát này mới vô ai cũng sẽ nhầm tưởng là nữ. Bởi vì nhân vật này cố tình hát giống nữ, là bởi vì bạn này rất là giỏi giọng máy. Lúc đầu tôi nghe tôi thật sự là tôi tưởng là nữ trầm. Đúng rồi, làm cho mình bị rối. Tại vì nãy giờ em cũng đang nghĩ là giọng nữ chứ em không hề nghĩ là giọng nam luôn. Rồi, ba cái tên đã được gọi ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ phải cảm ơn Bướm Mặt Trăng. Nãy giờ Bướm tỏ ra rất đắc ý bởi vì đoạn clip vừa rồi có một cái manh mối rất là chính xác mà mọi người đã bỏ qua. Thôi thì mình sẽ tiếp tục ẩn thân Bướm nhé. Rồi xin mời Bướm hãy vào khu vườn của mình ạ. Ôi càng ngày càng hát não luôn á, thiệt á. Và bây giờ chúng ta cùng nhau dành một ít thời gian cho sự xuất hiện của một ứng cử viên kế tiếp rất đặc biệt thưa quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau. Cái cây anh âm thanh quá trời. Tiếng Bướm ở ngoài dễ thương thế này mà ổng chỉnh delay ghê. Tôi nghe tôi nói tôi còn mắc mệt. Tuần sau mà còn làm vậy là Bướm trừ lương nha. Bây giờ sẽ là ứng cử viên thứ hai, một nhân vật top đầu của 12 con giáp, rất đáng yêu, Tí. Đôi khi cũng hơi phiền phức một tí xíu. Xin chào đón ứng cử viên Tí No. Một sự xuất hiện rất ngọt ngào. Và bây giờ Huy sẽ mời tất cả quý vị hãy cùng nhau đến với hang ổ của Tí Nâu để xem bạn ấy cung cấp manh mối nào. Xin mời. Có ai lại không biết đến tôi? Một chú hamster nhỏ nhắn dễ thương và gắn liền với tuổi thơ của một số bạn nhỏ. Sinh ra ở nơi đồng bằng, đắm mình trong ban mai xanh, nhưng tôi lại thích chinh phục miền đất mới bằng những chuyến hải trình vô tận. Có đôi lúc, vì quá tập trung vào những đam mê tuổi trẻ, tôi đã bị nhận về những lời bình luận không đáng có. Nhưng đối với tôi thì không có gì là không thể nếu mình quyết tâm và cố gắng. Đó chính là lý do Tí Nâu có mặt tại chương trình này. Tôi sẽ cho các bạn thấy tôi biến hóa như thế nào. Cùng chờ xem nhé. Và bây giờ, hội đồng cố vấn sẽ có thời gian để đặt một câu hỏi. Tí Nâu ơi, bạn đã bắt đầu sự nghiệp ca hát từ trước 20 năm rồi phải không? Vậy là trẻ à? Trẻ. Có phải là U40 không? Không luôn. Có phải gần ngày quay bạn mới bay về Việt Nam không?
Wow, câu này hay à. Đây nè, câu cuối là hãy gật đầu nè. Có phải Tino đã từng chuyển hướng sang hát nhạc trẻ nhưng không được ủng hộ hay không? Ồ, là hát luôn. Xin mời phần trình diễn của Tino. Nhạc cũng muôn thú. Cảm ơn các vũ công ạ. Rồi, bó tay nha. Xem giống như là một trình diễn của musical vậy đó. Bây giờ xin mời hội đồng cố vấn hãy viết ấn tượng đầu tiên của mình về nhân vật này. Xin mời ạ. Theo chúng tôi đã tới nơi rồi. Hội đồng cố vấn hãy bỏ phong bì của mình vào để chuyển đi ạ. Xin mời. Rồi, cà xuống xe, lưu về ngân hàng. Đừng lưu quá đà, Tải ơi, Tải ơi. Vâng ạ, vừa rồi là phần trình diễn của Tí Nâu. Các manh mối đầu tiên, Tí Nâu đều lắc đầu cả. Sau phần trình diễn vừa rồi, chúng ta có muốn hỏi thêm những câu hỏi hóc búa nào nữa dành cho Tí Nâu hay không? Tí Nâu ơi, có phải là chương trình đang cố che đi cái thân phận thật sự lẫn giới tính của Tí Nâu không?
Bình thường chương trình là đã chắc chắn là phải đánh lừa ban cố vấn của tụi mình rồi. Nhưng mà chính bản thân bạn Tí Nâu này cũng đang cố tình đánh lừa luôn bằng cách là hát bẻ giọng. Rõ ràng là bạn hát nén giọng và méo giọng đi rất nhiều. Nhưng có một thứ bạn không giấu được. Wow. Đó là cái cách bạn chơi với nhạc. Bạn hát nó rất là feel, cái rhythm trong bạn rất là nghệ sĩ luôn á. Với anh chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt anh thấy sao? Một thế giới màu hồng. Và ngay cả cái ngân rung, cái gằn giọng trong cách feel của bạn nó rất là đặc trưng nữa. Chính cái gằn giọng đó nó làm cho Tiên đoán ra được cái bạn Tí Nâu này là ai. Yeah. Wow. Lần đầu tiên Tóc Tiên không hỏi bài mà đoán luôn. Wow. Lần này anh lại không đoán ra được. Lần này Harry cũng không đoán được. Anh chỉ biết đây là nam, không phải là nữ. Dạ. Không, đây là nữ. Không, tôi nghĩ bạn là nam. Tại vì bạn lên cao là nam cao, giọng rất là dày. Và người Bắc. Người Bắc là chắc. Người này ít khi giỡn lắm. Tại vì trong cái VT cách bạn nói chuyện rất serious. Em không biết sao chứ trong cái clip thì em lại cảm thấy là cô này rất là nhí nhảnh nhí nhố, rất là nhõng nhẽo, có gì đó nhẹ nhàng chứ không phải kiểu kia. Có phần em còn suy nghĩ là Phương Ly nữa đó anh Thành. I don't think so. Cái lý do em biết bạn nữ là bởi vì cái tông hồi nãy là tông nữ của tụi mình luôn chứ không phải là tông nam. Anh thử đâu. Anh rướn lên anh lên được mà. Tại vì hồi lúc mà em coi cái clip á thì nó có một cái hint thì là em để ý cái nốt nhạc với số 05. Em nhìn thấy cái nốt, cái logo đó ở đâu đó, chương trình bài hát Việt hay là Sing My Song gì đó rồi. Thì em đoán là trong top 5 của một trong những cái chương trình này. Hoặc là cái đó là một cái dữ liệu đã từng cho một nhóm nhạc có 5 người thì sao? 5 giọng kẻ hả? Không. Tôi nghĩ như thế này, một là giọng nam mà nam cao. Hai là có một cái người giọng giống như là người máy như vậy đó. Đây là một cái người trong nhóm 5 giọng kẻ. Chị gương mặt tròn tròn tên là gì nhỏ? Đây là một nghệ sĩ trẻ mà anh Thành. Chưa chắc, mình chưa confirm được. Ồ, cái chuyện đó chưa nha. Chắc. À, hội đồng cố vấn ơi, chúng ta được quyền hỏi mà. Ừ, đúng rồi. Trời hát. Ơi, mọi người ơi. Mọi người xin hỏi. Tí Nâu ơi, bạn đã từng sinh hoạt trong một nhóm nhạc đúng không ạ? Dạ. Hả? Dạ. Có. Chết rồi, đoán sai nữa rồi. Như vậy là đúng rồi. Hồi nãy ta không ghi vợ trong tờ giấy được là tại vì ta nghĩ chưa ra. Còn bây giờ nếu như bạn trả lời như vậy là ta đúng rồi. Nhóm nhạc của bạn có phải là đã từng hát bài độc quyền cầm không? Dạ. Nếu như bạn nói có thì chắc chắn bạn là cái người còn lại. Chị Hương là giọng nội lực nè. Bảo Lan là giọng mỏng mỏng. Mỏng. Chị Giáng Son cũng không phải. Chị Ngọc là giọng ồm ồm dày dày. Thì còn lại một cái giọng hơi baby voice. Đó. Hình như chị đó tên là Thùy Linh. Mà hồi nãy có một đại đọc rap nha mọi người. Ồ, nhưng mà cái đại đọc rap này rap rất là trẻ trung. Ai cũng có thể rap, nếu đã là ca sĩ thì chỉ cần chỉ người ta sẽ rap được. Không anh. Chưa chắc đâu nha. Đã biết hát rồi phải có nhịp thôi. Không, chưa chắc đâu nha. Cái rap vừa rồi nó rất là đơn giản. Nói thật em đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc em phải chia ông Hiếu làm hai. Thích anh hơi nhiều nên em phải nghĩ sao nói vượt tai. Tại vì most of the time anh ở trong tâm trí em hết thời gian. Cái rap vừa rồi nghe nó không có bị chỏi, nó rất hòa hợp với lại cái bài này. Chắc chắn là chị đó rồi. Em lỡ đoán rồi thì thôi, cho em hỏi là có phải bạn Tí Nâu đã từng tham gia một cuộc thi về việc sáng tác bài hát đúng không ạ? Đúng. Đúng. Chuẩn luôn. Vậy là chắc em đúng rồi. Có được hỏi thêm không ạ? Manh mối đã đủ, hỏi sâu quá Tí Nâu cũng kiệm lời. Ok. Tí Nâu có gặp Tiên rồi, trong cùng một chương trình. Xong rồi Tiên đi qua, Tiên mỉm cười, Tiên chào Tí Nâu. Ủa, sao Tiên có duyên nợ với nhiều người quá mà Tiên không nhớ ai hết trơn? Nhớ lại tất cả những người đi ngược chiều mà em vào coi. Xong rồi, Tiên cũng hát một nhiều bài của Tí Nâu. Wow. Trong đó có một bài đem lại kỷ niệm rất sâu sắc với Tí Nâu. Wow. Một manh mối nha. Cái này là cao thủ nữa rồi. Chết rồi, cái manh mối này nó làm em suy nghĩ quá ta. Tí Nâu có phải là người sáng tác một bài hát của Tiên không ạ? Trời, ai dè dùm vậy? Ai dè dùm vậy? Trong một phút chốc, nhóm bè Cadillac đã không giấu được sự nhiều chuyện của mình. Và khi Tóc Tiên hỏi bạn đã có viết một bài sáng tác cho Tóc Tiên không, nhóm nhạc đã yeah, tôi đã thấy ba cô gái nhiều chuyện ngồi đằng đó. Vì tính bảo mật của chúng tôi, xin mời vệ sĩ ạ. À, chúng tôi hãy làm việc với lại nhóm bè ạ. À. Chết rồi, khoái, có phải là Tí Nâu đã từng sáng tác một bài cho Tóc Tiên không ạ? Tí Nâu không nhớ. Không nhớ tức là có rồi. Thôi chết rồi, em biết là ai rồi. Rồi,
Dữ liệu đã đủ. Bây giờ nè, để em khai thác nha. Tức là tí nâu gọi là nhạc sĩ nè, từng gặp tóc tiên rồi đi ngược chiều nhìn nhau mỉm cười. Và hát nhiều bài. Hát nhiều bài của người ta luôn. Em biết là ai rồi trời ơi. Trước khi tiếp tục chương trình, em cho cái lòng nhốt tiên lợi cho em vậy không cách nào. Hồi nãy em nghĩ ra mà em lại không giết vô. Trời ơi trời. Thật sự là ngày hôm nay tiên có rất là nhiều kỷ niệm với những cái nhân vật này. Trời ơi, em đã phán đoán đúng rồi. Bây giờ dữ liệu đã có, vừa đủ để chúng ta có những cái tên. Mọi người nghĩ đây là ai ạ? Ban đầu em ghi tên trong nó là bạn Trương Thảo Nhi. Cái cách hát và cái giọng này làm em tưởng tượng tới bạn Trương Thảo Nhi. Hình như là thấp 5 hay thấp mấy em không nhớ mà xin mai son. Nhưng mà sau khi khai thác quá nhiều thông tin, và nhất là cái thông tin đi ngang qua cười xong rồi hát nhiều bài, thì trong bài hát Việt 2005 tháng 5, chị Lưu Thiên Hương. Hả? I don't think so. No, chắc tại vì em đã hát. Và một bài hát có kỷ niệm là bài Ngày Mai. Đúng rồi. Đúng rồi. Chắc chắn 100% mà, bao nhiêu phần trăm? 200% luôn. 200% luôn. Khoan khoan, nhưng mà quan trọng là nãy có ghi vậy không? Không. Nãy có người khác, anh ghi chứng nhận gì? À. Ê chưa, nhóm bè cười rồi kìa. Nè, tôi yêu cầu chương trình hãy phát cho tôi một cái monitor quay cận cảnh biểu cảm của ba bà bè. Đó là một dữ liệu rất lớn đối với chúng tôi ạ. Đúng ba rồi. Cái bà bè rất là nhiều chuyện, và các bạn ấy luôn có những biểu đạt rất là hợp lý để chúng tôi tìm ra manh mối. Không có giống được. Quả là con người có mắt tinh tường. Tôi xin chốt là đây là chị Thùy Linh của nhóm Năm Dòng Kẻ. Tôi nghe tiếng dê ở đâu ạ? Dê là dê giả bộ quá trời. Chị Thùy Linh của nhóm Năm Dòng Kẻ. Dê biên tập, dê biên tập. Tôi nghe cái tiếng dê đó rõ ràng là một tiếng dê chọc quê. Đúng rồi. Tôi nghe chữ dê đó mà tôi muốn đi dê luôn nè. Tiên là Cadillac rồi. Xong nhìn chỗ khác. Tiên đúng rồi. Tôi đố Harry Won có đáp án nè. Xét về cái cách hát thôi nhá. Ừ. Dạng kiểu musical mà ra cái kiểu như là chơi rhythm này nọ đó, thì em nghĩ tới Thảo Trang. Thảo Trang? No, Thảo Trang sẽ không có hát cái giọng dày như vậy. Nhưng mà cái rhythm nó rất là đặc biệt. Đúng rồi. Cái groove nó rất là... Chị Thảo Trang có một lần là lấn sân qua hip hop luôn chứ bộ. Chị Thảo Trang không có sáng tác. Thảo Trang là sẽ quậy hơn nữa. Và Thảo Trang giọng cao hơn. Đúng rồi. Còn Huawei thì sao ạ? Huawei thấy cái khúc tí nâu leo lên bàn đó, thì Huawei đã nghĩ tới Phương Ly. Bây giờ những cái tên chúng tôi đã có rồi, tí nâu cũng muốn dành lời nào cho những cái phán đoán vừa rồi của hội đồng cố vấn chúng tôi không ạ? Hội đồng cố vấn có một nửa thì đúng, một nửa thì không. Còn nhóm bè thì đúng cũng thành sai. Còn giờ thì em vào trong nha. Cảm ơn tí nâu ạ. Mời tí nâu về hang ạ. Muốn biết tí nâu là ai thì các anh chị năm nhỉ, 99 khán giả yêu thương bình chọn cho em nhiều vô nghen. Em được vô chung kết, em mở mặt nạ cho mọi người biết tí nâu là ai nghen. The Masked Singer Việt Nam phát sóng lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên Vion, tải app ngay. Chúng ta tạm chia tay với ứng cử viên tí nâu. Và bây giờ sẽ là một hot boy đường phố. Nhưng hãy cẩn thận nếu mà chúng ta không muốn những cái gai của anh ấy đâm vào. Xin chào đón ứng cử viên Nhiếm Uya. Nghĩ là con trai chắc rồi đó. Con trai rồi. Không có con gái nào ra mà chỉ kiểu đó hết. Không, em cũng chỉ được mà. Múa mà méo cái đầu luôn kìa. Ui da. Ây da. Con dĩ sụp. Và bây giờ tại sao anh ấy được mệnh danh là hot boy đường phố? Manh mối sẽ được hiển thị. Tôi chọn nhân vật Nhiếm bởi vì trong cuộc sống
chỉ có tôi mới tự bảo vệ chính mình. Sinh ra đam mê với ca hát, nhưng cuộc đời khiến tôi phải liên tục va chạm với những người lạ mặt. Tạm rời xa xã hội ồn ào, tôi vào quân ngũ và gặp gỡ được nhiều người có cùng chí hướng. Quân ngũ hả? Tôi bắt đầu chăm chút ngoại hình của mình, trở thành chú nhím soái ca nhất chương trình này. Tôi thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có được, đặc biệt là nơi trú ngụ tuyệt vời của mình. Sẽ là lần đầu tiên chào sân trên sân khấu siêu hoành tráng này. Wow. Anh ấy là một võ sĩ boxing. Hồi nãy đứng kế em còn muốn quýnh em nữa. Chân đỏ là... Câu luôn. Thái độ. Diếm nó ghét mấy con thỏ lắm. Đó. Diếm này cũng xéo sắc lắm chứ bộ. Bây giờ bé Diếm của em sẽ gật đầu hoặc là lắc đầu với những câu hỏi của hội đồng cố vấn. Xin mời. Diếm có đang sinh sống tại Mỹ không? Có. Ủa sao anh Thành hay hả? Tập boxing để mà cải thiện vóc dáng và sinh sống ở Mỹ. Chưa chắc boxing nha. Có phòng gym là tại thể dục thôi. Boxing nhiều khi lừa thôi. Tại em là dân boxing, anh cũng dân boxing. Biên tập cố tình lừa chúng ta. Trời ơi, biên tập lừa cái MC. MC là cái gì mà không dám lừa? Nơi trú ngụ tuyệt vời có phải là ẩn dụ cho âm nhạc không ạ? Đúng luôn. Chị Henry sao ạ? Cái tuổi của bạn có phải là từ 25 cho tới 35 đổ lại không? Đúng luôn. 25 tới 35 đổ lại mà ừ hả? Vậy là anh đáng sai. No. 52 ạ. 25 tới 52. 35. Thôi được rồi, bỏ đi. Mệt Nhiếm. Cái bao tai đó màu đen đó không thấy rồi. Wu Wei thì sao ạ? Trên chuyến bay của Nhiếm, Nhiếm có ói không? Trời ơi. Thật sự MC quỵt trụy nha Huy nha. Tại vì nhiều khi mình sẽ biết đây là nhân vật là thường bay hay là ít bay, anh hiểu không? À, người này là lần đầu tiên về nước để tham gia chương trình hay là thường xuyên về đây đi show? Nhiếm mua da nên mình gật đầu hay mình lắc đầu cho Huy vui đi ạ. Gật đầu ói máy bay nha. Dữ liệu đã đủ. Bây giờ sẽ vô trọng tâm bài hát của Nhiếm Uya. Xin mời. I told you easy to pretend. I know you're not a fool.
that I've been given. I saw a miracle and I dance again the way I dance with you. Bài hát bất hủ, một tràng thật lớn dành cho Nhiễm Uya. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho hội đồng cố vấn viết ấn tượng đầu tiên của mình về nhân vật này. Xin mời. Có rất là nhiều những manh mối về anh Nhiễm Uya này. Cá tính có cũng đôi lúc hơi nhí nhảnh. 3, 2, 1, hết thời gian, set đã tới. Ê, đừng trễ chuyến xe. Tiến hành ạ. Tóc tiên chị Harry ạ. Số gia. Và bây giờ lúc chúng ta sẽ trò chuyện với bé Nhiễm Uya. Anh Nhiễm. Hả? Anh nhập ngũ nhưng mà không phải bên kia đúng không? Em đi lính hải quân đặc công ở Việt Nam. Wow, lính hải quân nha. Ôi, em tưởng cái đó là dữ liệu lừa mình không á. Tôi thì tôi thấy cái người này không phải là một ca sĩ mà là một nghệ sĩ hát hay. Trời ơi, cái áo in trên ngực trái đường băng. Anh Tiến Luật. À, cái này là suy diễn sao nè. Tôi đã từng nghe Tiến Luật hát. Và đừng nghĩ Tiến Luật có thể hát tiếng Anh. Đúng. Bỏ rồi, suy nghĩ đó đi. Tại vì anh này hát tiếng Anh rất là chuẩn. Hồi nãy nghe bên Mỹ mà tập thể dục thì tôi nghĩ đến anh Phan Đình Tùng. Tại vì ảnh là cái người mê gym. Nhưng giọng vừa rồi không phải của Phan Đình Tùng. Không phải, không phải. Phan Đình Tùng là giọng hát rất là chắc. Giọng vừa rồi là smoky voice. Tôi nghi ngờ. Đây, không biết có phải là Song Luân hay không. Wow. Song Luân cao hơn. Không, cỡ anh Bắc đúng em. Rồi. Hình như vô trọng tâm rồi. Nhiễm muốn nói gì Nhiễm ơi? Em có chơi với anh Sĩ Luân và chị Song Giang đó. Chứ không phải là Song Luân. Ý là nó tán vô mặt tôi đó. Cho Harry hỏi là anh Nhiễm này á là đi hải quân á cách đây mấy năm rồi ạ? Em vô hải quân cách đây được 4 năm rồi. Khoảng chừng 4 năm trước mới đi hải quân. Vậy thì chắc chắn là dưới 30 tuổi rồi. Thì đó, về tuổi tác, ngoại hình và giọng nói thì là có thể là Song Luân. Ủa, Song Luân mình đâu bên Mỹ? Nhiều khi lừa mình mà. Em lại bị lừa tiếp hả anh Thành? Anh nghĩ là mình bị lừa đó. Tại vì bạn ấy nói bên Mỹ, mình chỉ chăm chăm suy nghĩ bên Mỹ. Cái dữ kiện của bạn này rối quá luôn á. Dắt em đi hơi xa, xuyên quốc gia nha. Có thể là bạn mới đi du lịch Mỹ về đó anh. Đúng, mới đi du lịch về. Có thời gian em sống bên Mỹ. Còn bình thường thì cứ năm em qua đó một vài tháng thôi. Trời ơi, chết rồi. Chẳng lẽ là người ấy hay sao? Không, mình sai rồi. Bây giờ là chúng ta cần nghe những cái tên luôn nè. Anh Quốc Thiên. Quốc Thiên.
Không thể là Quốc Thiên được. Có thể nào là Quốc Thiên được? Ban nhạc Hoàng Sa cười em. Quốc Thiên giọng mềm ơi là mềm và hát smooth lắm. Anh Lê Minh, MTV. Khoan, lấy một tên thôi. Em được quyền đoán mà. Em ơi, máy mà em gửi mail cho chương trình đi. Ôi, tò mò quá. Thì Harry đoán ai ạ? Thật ra đó, nói về giọng thì mình không thể đoán ai được. Nhưng mà mình chỉ biết là cái cách hát này thì em nghĩ là Trọng Hiếu. Nhưng mà Trọng Hiếu đâu có cao như vậy đâu. À, vì Trọng Hiếu cái giọng hơi nhiều lắm. Ủa nhảy ghê nha. Không, cái nhảy đó là anh Ba Ngọc Sơn ông ơi. Không. Có khi nào không? Không phải. Anh Ba. Nếu anh Ba Ngọc Sơn thì anh Ba sẽ hát là I never wanna dance again. Thế nó vợ chứ không có vậy đâu. Tấm thân nhỏ bé này xin chào đại gia đình. Đừng hòng lừa tên nhím kia. Nãy giờ ra nè, chỉ vô mặt tôi nhiều lần lắm. Bảo đảm cái người này là đã có tiếp xúc với tôi rồi. Ủa nhưng mà chị em hay chị anh? Em? Chị Chung. Chị Chung. Chị Chung. Trời ơi, tức cái con nhím này quá. Nhưng mà con nhím này là có vũ đạo trong người. Mấy anh chị cứ bàn với nhau đi nha. Em ngồi nghỉ xíu. Quang Đăng. Thiệt là hoang đường. Hoang đường. Nghĩ làm sao mà Quang Đăng. Anh xin anh nghĩ ai ạ? Một cái tên anh nghĩ đầu tiên. Xong luôn. Ông bảo mà nhím này quá. Bắt thái độ bà thỏ. Rồi bây giờ cười với mặt em nữa. Anh thấy cái người em nó lồi lõm hay không? Thái độ của em phải lồi lõm chứ. Anh thấy cái người em lồi lõm hay không? Thái độ em phải lồi lõm. Ủa sao em trở thành người phiên dịch luôn vậy? Quy. Dạ. Một lát phát tôi cái nhiếp nhổ lông. Tao cái dòng này mà tôi biết mấy người là ai, tôi sẽ cho mấy người từ con nhiếm thành con lương trơn lùi luôn, nghe chưa? Ghét ghê vậy đó. Rồi, cảm ơn nhiếm Uza. Mời nhiếm vào trong. Ôi, em chưa đáng tên. Hả? Tên gì ạ? Tên gì ạ? Em nghĩ tới một nhân vật rất là phù hợp, đó là anh Johnny Chí Nguyễn. What? Hàng. Đúng rồi. Yeah. Mà nó đúng rồi là sổ chấp luôn đó nha. Không sợ nha. Rồi, cảm ơn nhiếm Uza. Dạ. Mời anh cảm vào trong ạ. Dạ. Tấm thân nhỏ bé này xin cảm ơn đại gia đình 99 khán giả có mặt tại trường quay đã la hét phấn khích ủng hộ phần trình diễn vừa rồi của nhiếm Uza. Thương tất cả mọi người thật nhiều. Love you. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình. Chúng ta đã bị nhiễu loạn thông tin rất là nhiều bởi những nhân vật trước đó. Nhân vật tiếp theo sẽ làm chúng ta loạn thị bởi màu sắc cô ấy mang lại. Xin chào đón Kỳ Đà Hoa. Coi kìa. Oh my. Đẹp quá. Quá đẹp. Quá đẹp quá. Amazing. Quá tỉ mỉ luôn. Nhiều màu nữa. Trời ơi, con Kỳ Đà đẹp xuất sắc luôn. Wow. Còn có cái đuôi nữa. Đẹp kinh khủng luôn ấy. Phối màu rất đẹp luôn anh. Bắp ơi, anh chỉ nghĩ em là người chói nhất cho đến khi Kỳ Đà xuất hiện. Em lu mờ hẳn. Mà rất có điều kiện nha. Đính full hộp. Em nghĩ Kỳ Đà Hoa này không phải là nhân vừa đâu. Phải là một dạng gọi là top quý hiếm. Đúng thiệt, Kỳ Đà Hoa là trong top những loài động vật mà quý hiếm bậc nhất cần được bảo tồn. Chúng ta cùng nhau đến với thế giới của Kỳ Đà Hoa để xem cô ấy cung cấp cho ta những dữ liệu như thế nào. Bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện đổi đời chưa? Nếu chưa thì xin mời các bạn khám phá câu chuyện của Kỳ Đà Hoa nhé.
Tôi nhón nhén hòa nhập cộng đồng khi mọi thứ còn rất ngây thơ và trong trắng. Bước ra ánh sáng, tôi bỗng chốc trở thành loài động vật được cưng một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng từng ngày để thoát khỏi sự hợp hẹp của cuộc sống. Tôi tự hào khi mình là một trong những nhân tố nổi bật cùng thời với một loạt ngôi sao lúc bấy giờ. Ước mơ của tôi là được làm mẹ và ông trời không phụ lòng người. Tôi ao ước một lần được đặt mình đúng chỗ. Có thể là do mình không đủ tham vọng hoặc âm nhạc của mình đi xa quá với đại chúng. Nhưng tôi tin tối nay tôi sẽ là chính mình. Một lần nữa, đêm nay tôi sẽ là con kỳ đà nhiều màu sắc. Tôi đã nghe được một âm thanh quen thuộc, làn sóng xanh. Wow. Kỳ đà hoa, bạn không phải là người nam đúng hay không? Không. Con của bạn dưới 5 tuổi đúng không? Hả? Em biết tới con người ta nữa hả? Không. Thưa kỳ đà, có phải cái vị của kỳ đà đó nó khác cái vị hồi nãy đúng không? Khác cái vị sô-cô-la nãy đó. Dạ, ý em là cái vị của sô-cô-la nó là một cái vị, nhưng mà cái mà gắn liền với kỳ đà nó nằm ở cái vị khác. Tức là kỳ đà không giống vị sô-cô-la mà kỳ đà quảng cáo. Dạ. Kỳ đà đã có từng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh đúng không ạ? Wow. Wow. Như vậy là ca sĩ, diễn viên. Khoan, lấn sân sang điện ảnh là đã từng đi đóng phim hay hát nhạc phim thôi. Câu hỏi này sẽ được bật mí vào phía sau. Mỗi người chỉ được một câu hỏi duy nhất mà thôi. Dữ liệu đã đủ. Và bây giờ xin mời Kỳ Đào Hoa hãy trình diện để cung cấp thêm manh mối. Xin mời. Đừng đi qua nơi đó, mùi hương bay theo gió. Đoàn trang. Giọt cà phê vẫn đó, mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Đang đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó. Giọt cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao, hương phai từ thuở nào. Nắng đất dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi từng ngày trong ngóng sáng em. Vì nụ cười đó nó như hoa cười, vì một làn tóc đó như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Đang đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó. Giọt cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao, hương phai từ thuở nào. Nắng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi từng ngày trong ngóng dáng. Vì nụ cười đó ngó như hoa cười, vì một làn tóc ngó như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Bao anh đắm say. Vì nụ cười đó ngó như quen rồi, và rồi từng bước bước chân tuyệt vời,
cười ấy. Vì nụ cười, vì nụ cười, vì nụ cười ấy ngỡ như hoa cười. Vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Hình dáng ấy qua đây từng ngày, mây trôi lạc loài mà anh bao anh đắm say. Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi, mà rồi từng bước 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 chân tuyệt vời. Từ trời qua đây từng chiều. Và bây giờ, ấn tượng đầu tiên xin mời. Xe tới rồi Quy ơi, lên xe Quy ơi. Cho tôi qua đi, đỡ chuyến đò rồi. Lâu quá. Bây giờ lui về qua luôn nè Quy ơi, vô. Rồi xe về bến. Bây giờ em sẽ nhắc lại những dữ liệu mà em đã tìm được trong đoạn clip vừa rồi nha. Đầu tiên chúng ta thấy Kỳ Đào Hoa đưa lên một thanh sô-cô-la. Dạ, biết sô-cô-la rồi. Miếng sô-cô-la. Biết rồi. Sô-cô-la là một sai lầm của ban tổ chức. Ờ, em thấy đúng mà. Đúng, nhưng đó là chi tiết để vạch mặt Kỳ Đà. Trong cái nghề này có bao nhiêu người có nickname sô-cô-la? Thiệt luôn. Không lẽ người ta nickname cà phê sữa đá hay là latte matcha trà xanh à? Ủa vậy có mình em là bị cái sô-cô-la đó lật ngược thôi hả anh? Tại vì em suy nghĩ quá nhiều. Hồi nãy Kỳ Đào Hoa đã có một tín hiệu cho em rồi. Em cứ nghĩ là nó phải ngược lại cơ anh Thành à. Chứ nó là gì em nghĩ đi, nó là gì? Chanh, em tưởng nó là chua. À, em nghĩ sô-cô-la có phải là màu da không vậy? Vợ thật là thông minh. Người nhà. Vợ thật là thông minh. Everyone quá giỏi. Hay, hay, hay. Khi anh bỏ vô bìa rồi, anh có bị nhiều chuyện mà. Rồi anh có nghiến nó nhẹ và anh thấy một cái tên để được hiện ra. Em xin lỗi. Không, có cái là... đừng anh đặt. Cái tên đó là một cái tên quá sai lầm cho giọng. Đúng rồi. Không chính yếu gì cả. Đó là... Em đã ghi xuống chị Phương đó. Chúng ta nãy giờ chưa trò chuyện với lại Kỳ Đào Hoa nha. Đây, nghe tôi đây. Hàng ngày Kỳ Đà giao tiếp với chồng bằng tiếng gì? Ngôn ngữ của Kỳ Đà với bằng cái gì trời? Trời ơi, xuất sắc. Kỳ Đà có đà mà kỳ quá nha. Theo Harry biết, một ca sĩ nữ nhỏ con có da ngâm ngâm đen đen như vậy á, và rất là cá tính, độc đáo, đa sắc. Chị Thảo Trang. Đối với Harry lại là Thảo Trang với một người khác nữa. Sau thì Harry mới hỏi, con của Kỳ Đà có phải là dưới 5 tuổi không? Tại vì con của Thảo Trang là hình như là dưới 5 tuổi. Đúng rồi. Kỳ Đà qua có con. Em biết rồi, cái này là Phương Vi rồi. Không phải, Phương Vi to hơn, cao hơn nữa. Cho nên Harry mới nghĩ người khác. Căng bự lắm rồi. Tại vì Harry thấy được cái 2008 là Harry hơi nghi. Em không biết là có đúng hay không nha. Tại vì anh Thành cũng hay kể về cái chị này. Chị Kỳ Đà có bao giờ tham gia chương trình thi nào đó với Trấn Thành chưa? Chưa. Nhưng mà có đúng chân sân khấu rồi, chung với hai vợ chồng luôn. Ê, vậy là cũng đúng đó. Kỳ Đà có ấn tượng kỷ niệm nào với ai không? Tất tiên ngày xưa là idol của mình. Ủa, em nhớ là em thần tượng chị mà ta. Cái khúc mà nói là tóc tiên là thần tượng của mình á, là chỉ giống như là con cháu trong nhà đó. Cháu trong nhà đó. Cái đoạn ní là cái đoạn nói dối nè. Cái ăn rúng nè. Dạ, em thấy cái đó đó. Quá Quy. Quá Quy kìa, Quá Quy. Dạ. Chưa có đứng chung với Quá Quy. Vừa lắm. Không, nhưng mà chị Kỳ Đà bảo là chị thần tượng em. Cái này là chị đang rất là nice với em thôi. Thực ra là em mới là người rất là thần tượng chị. Khi mà em bước vào nghề, lúc đó chị đã là một cái tên tuổi rất là lẫy lừng rồi. Và cũng là thời điểm của làn sóng xanh luôn. Tức là ngày xưa em đã từng thi bài hit của chị rất là nhiều lần rồi, cho nên là em rất là nhớ cái giọng hát này. Đoán tên luôn. 2, 3. Đoan Trang. Vỗ tay luôn nha. Chị cũng vỗ tay luôn. Vỗ tay chắc là coi thường mình phải không? Thái độ đằng sau lớp mặt nạ của Kỳ Đà nè. Chết rồi. You're right. Yeah, yeah.
Phải là đăng đăng thôi. Cái cách lên nốt cao đó là đúng rồi. Âm thanh của chương trình có bóp méo chút xíu nữa, nhưng ta vẫn nghe ra. Cái quan trọng là hồi nãy có ghi vô không? Em hỏi anh làm gì khi em ghi chữ Phương Thanh vào đó? Chị Harry có hỏi nào đúng không ạ? Mình cũng y chang vậy cho nên không có gì để đặt câu hỏi nữa. Anh không ngờ em biết nha, mà tại sao em biết? Tại vì tự nhiên da đen, thấy nhỏ con là trong đầu em là chỉ có hai người là Thảo Trang với chị Đoan Trang thôi. Mà nghe giọng không phải là Thảo Trang thì chỉ có chị Đoan Trang. Ơ nhưng mà hồi nãy tự nhiên nghe anh Huy nói chị Phương Vi cái tự nhiên là em cũng bị suy nghĩ nha. À không, nhưng mà con chị Vi bé hơn 5 tuổi đúng không? Người ta có thể nói dối mà bé. Cảm ơn hội đồng cố vấn rất là nhiều. Em đã ghi nhận ba ý kiến thành cố vấn, đó chính là chị Đoan Trang, Vô Vi là chị Phương Thanh. Đây là Phương Vi nữa. Chị Phương Thanh là cái ban đầu. Bị hối phải không? Bị dạ, đổi quá. Đổi qua Phương Vi. Em bị lung lay quá. Có vẻ như là Kỳ Đào Hoa rất hài lòng về đáp án của quý vị. Cảm ơn hội đồng cố vấn rất là nhiều. Chúng ta sẽ dành thời gian cho Kỳ Đào Hoa vào trong để chỉnh trang bộ trang phục sặc sỡ của mình. Xin mời. Cảm ơn Kỳ Đào Hoa. U là trời, Huawei còn làm tôi rối não hơn cái cách mà tôi làm mọi người hoa mắt nữa đó. Bây giờ Kỳ Đào Hoa phải đi nghỉ ngơi xíu đây. Bye bye mọi người. The Mad Singer Việt Nam phát sóng lúc 19:30 thứ bảy hàng tuần. Xem sớm nhất trên Vion, tải app ngay. Tiếp theo là ứng cử viên vô cùng nặng ký. Tượng trưng cho sự tái sinh. Từ đống cho tàn, hãy chào đón Phượng Hoàng Lửa. Mà đẹp dữ vậy trời. Wow, một lần nữa chúng ta phải wow lên đến những bộ trang phục của những nghệ sĩ ngày hôm nay. Hàng chục ngàn sợi lông đã được đính thủ công lên bộ trang phục này. Xuất sắc. Và tại sao chúng ta lại có tên là Phượng Hoàng Lửa? Câu chuyện là gì? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip để tìm ra manh mối. Từ đống cho tàn, ngọn lửa sẽ được đánh thức. Phượng Hoàng phải cháy để trỗi dậy. Ánh sáng từ bóng tối sẽ bừng lên. Tôi tự hào khi có những khán giả hết sức trung thành, dành cho tôi tình cảm lớn, theo dõi tôi trong từng chặng đường. Điều đó làm cho tôi cảm thấy mắc nợ họ. Tôi phải tìm cách trả ơn bằng cách phải thăng hoa và sáng tạo trong nghệ thuật. Và có một sự thật là tôi tha thiết yêu quê hương nhưng luôn khát vọng bay đến chân trời mới để thỏa sức sáng tạo. Còn nhớ những ngày đầu khi đứng hát, thu nhập mỗi đêm tôi kiếm được có thể mua được 2 tô gà tần thuốc bắc. Ấy vậy mà rất vui. Âm nhạc là thứ tôi được học hành tử tế, đã thành nghề nên bỗng có lúc muốn làm một điều gì khác. Trong suốt mười mấy năm ca hát, tôi chưa bao giờ dè dặt về con người trình diễn của mình. Tuy nhiên, thi ca lại là một vấn đề khác. Tôi từng là một nàng thơ của một ai đó. Taxi. Tôi là Phượng Hoàng Lửa. Tôi ở đây để kể câu chuyện của mình. Còn với các bạn, hãy đoán xem tôi là ai nhé. Taxi, dừng chân một chút đi. Giọng rất giống nha. Nhưng mà tại sao manh mối mà nó lộ liễu như vậy? Đó là cái vấn đề mà làm cho em phải suy nghĩ là chương trình có gài bẫy mình hay không. Có thể taxi thì có thể hơi lộ liễu, nhưng gà tần thuốc bắc là một cái thứ chỉ có ở Hà Nội. Đúng rồi, cái cách nói chuyện hơi giống giống chị đó thiệt. Đúng không? Ồ. Nghe giọng mà được học hành tử tế nữa. Ồ. Bây giờ là thời gian hội đồng cố vấn sẽ được đặt một câu hỏi. Em xin phép hỏi trước,
lần đầu tiên mới thấy. Xin hỏi Phượng Hoàng Lửa có phải là một diva hay không? Không ạ. Em biết ai rồi. Ờ, hỏi. Ngôi trường mà chị học về nhạc ấy có phải liên quan tới quân đội không ạ? Không luôn ạ. Chị có định cư ở bên Singapore không? Không luôn. Cái này là không hay là có thể vậy đó. Gia đình của chị có theo nhạc không? Có. Có. Dữ liệu đã đủ. Nhưng sau phần trình diễn này, mọi người sẽ phải thay đổi. Chẳng thu gãy đôi bờ, chim bay giữ xa mờ. Gặp người chẳng nhắn cho ta. Hoa xanh đã bờ vờ, đêm sâu gối âm thầm. Kiếp nào thì xin tìm đến mai sau. Hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau. Anh đâu rồi? Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi. Còn nhìn chi nữa anh ơi. Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời. Xin gạt hết thương đau. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?
đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi. Còn nhìn chi nữa. Một cái chương trình mà em nghĩ đơn thuần là sự vui vẻ mà đem đến cái sự xúc động kinh khủng cho em như hiện giờ luôn. Chị này, em xin được phép đứng chứ em không thể ngồi để mà không ngồi được. Nhưng mà một tràng pháo tay cho ban nhạc. Hồi xa đúng không ạ? Quá hay luôn rồi ban nhạc ơi. Không khóc, không khóc. Hồi nãy mình đã kìm lại rồi. Anh mới là người không khóc đó nha. Thôi, bây giờ anh về đi. Mình ghi xuống đi. Em bị lạc trôi luôn, ấn tượng đầu tiên ạ. Xin mời. Em nghĩ đây là người duy nhất nãy giờ mà mình chắc chắn là đồng lòng rồi đó. Xe ơi. Đi xong rồi. Gì vậy? Xe đi hôi luôn. Chuyện dần. Xe AI hiện đại quá. Nhỏ tài xế này nó tức thiệt. Rồi, xe lui cung. Và bây giờ sẽ là phần trò chuyện cùng Phương Hoàng Lửa. Không biết là tóc tiên thì gật gà gật gù gì thôi, không biết được đúng được bao nhiêu. Em hỏi trước đi. Em thể hiện cái sự vui vẻ, sự hài hước của mình thôi, chứ làm sao mà em không nhận ra được gương mặt này. Cái giọng mà nói vậy hay sai lắm rồi quý vị. Không được. Tại vì em nhìn lén lén là đáp anh hơi giống em. Trời, sao chị lại nhìn bài em? Harry Won, trò không được gộp dê bài bàn. Ba chúng ta đang rất rôm rã. Trong khi đó chúng tôi có thấy một màu xám xịt trên mặt của Wowy. Dạ, thì em có suy nghĩ tới trường hợp đó là Hồng Nhung. Tại vì Phượng Hoàng Lửa rồi Hồng rồi tất cả mọi thứ như thế này. Nhưng mà thu thập tất cả những dữ liệu và sự kiện liên quan tới cuộc đời và kể cả giọng hát, em nghĩ là cái tiếng con gà khi mà nó bay lên nó kêu nó cũng liên quan tới chị này. Kiểu như là là đó anh đoán chị thông minh. Phượng Hoàng Lửa đang cười rất lớn nha. Cười khinh đó. Dễ dầu gì biết được ta. Bây giờ hỏi Phượng Hoàng nè. Phượng Hoàng có thích ăn thịt heo Hàn Quốc nướng không ạ? Phượng Hoàng mấy bữa nay ăn chay để hát cho tốt. Ô ăn chay à? Ủa? Ô ăn chay à? Rồi. Dữ liệu này. Xé nháp. Đây là một sự hồi sinh rất là ngoạn mục. Tại vì hồi nãy là ăn con gà tần thuốc bắc. Bây giờ quyết định ăn chay. Thấy chưa? Cho một cái tên. Nè, em mới nói chị Thu Minh mà. Em vẫn giữ quyết định Thu Minh đúng không? Dạ. Còn em? Đây chắc chắn là thần tượng của em. Lúc mà ở hậu trường sân khấu là mọi người không mứng em luôn. Tiên có thần tượng ai không là em trả lời chị này luôn. Thì em chắc chắn một khi đã thần tượng thì em không thể nào đoán sai được. Trời ơi, thần tượng mà đoán sai chắc mắc cỡ lắm thiệt á. Độ này lên hình nha Tiên nha. Áp lực. Bao nhiêu sợi lông bấy nhiêu sợi tình nha. Chết rồi. Một cái tên mạnh mẽ lên Tiên. Tại vì em có một cái kỷ niệm mà chỉ có mình em với chị này biết. Hai chị em từng ở chung khách sạn với nhau luôn. Đúng không ạ? Dạ chị Tiên, em có ở chung khách sạn với chị. Đấy, thấy chưa, có ở chung khách sạn với chị. Ai không ở chung khách sạn với em? Không. Em đi diễn người ta bộ show Facebook ở chung khách sạn với em chứ. Tôi đi diễn mà tôi ở với bao nhiêu người rồi. Phượng Hoàng thấy anh Trấn Thành có vẻ tự tin quá đi đó. Hãy thử cho một cái tên xem nào. Tôi không thể nói ra được điều này. Tại vì phải giữ điều bí mật cho khán giả truyền hình cùng đoán. Thôi vậy em giữ bí mật luôn. Tại vì nếu như người này mà tôi sai thì tôi không tiếp tục nghe nhạc nữa. Tôi nói tới mức độ đó thì phải hiểu.
Em mà sai là em bỏ nghề luôn á, em nói thiệt. Trời ơi. Úi giời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Không sai được. Em mạnh hơn tôi luôn hả? Ừ. Trời ơi. Phải như vậy chứ, đã cá phải cá như vậy nha. Trời ơi. Cá mà không khi nghe nhạc nữa nó bình thường, không có nhạc chỉ việc bình lỗ tai là không nghe nhạc. Tôi muốn đặt câu hỏi. Chị có bao giờ đến nhà em? Trời ơi. Dừng tới tôi. Bây giờ hỏi tới vụ qua nhà luôn. Dạ. Chị có bao giờ đến nhà em kêu anh Thành nằm xuống dưới đất? Trời ơi. Ủa kì. Ê, bà hỏi gì ghê vậy? Tại sao tôi qua nhà kêu tôi nằm xuống dưới đất bà nói? Làm gì? Bà ghê quá. Kêu tập. Kêu tập. Chị có bao giờ làm cái chuyện đó chưa? Anh Trần Thành thì rất là nổi tiếng mà lại bảo Phượng Hoàng đi qua nhà, xong rồi anh nằm xuống thì dễ hiểu lầm, cho nên là Phượng Hoàng rất tế nhị không trả lời. Chị tinh tế như giọng hát của chị vậy đó. Một dữ liệu nữa là nàng thơ của ai đó. Ai đã từng hát nàng thơ? Thùy Chi hả? Không phải, nàng thơ của một nhạc sĩ nào đó. Maybe. Còn thấy taxi là gì vậy? Là phương tiện chị ấy thường hay di chuyển. Chị ấy đến phim trường. Em còn một dữ liệu nữa, chuyện này chị với em biết thôi, nhưng em không nói ra, em để dành. Em nghĩ chỉ có một mình em có bí mật à? Đúng. Như vậy là Quý Quy được đáp án. Tiền với anh Trấn Thành là lỡ có một cái lời hứa rồi. Tại vì tụi tôi quả quyết quá. Tôi mà tôi ngồi tôi phân tích cái giọng hát này là một ngày. Hai anh em quyết định giữ bí mật để cho khán giả truyền hình còn suy đoán người này là ai. Chính xác. Vậy chị Harry Won thì sao ạ? Thì mình nghĩ là mình đoán đúng rồi. Tại vì vấn đề là vậy nè. Một người thì đã thề là nếu mà tôi sai thì tôi bỏ nghề. Trời, còn bên quá. Kia thì lại nói là tôi không có mặt mũi. Hai người mà nói tới mức độ đó thì tôi đúng rồi. Harry so thông minh luôn. Chúng tôi ghi nhận những lời hứa vừa rồi của hội đồng cố vấn. Tôi chỉ nói thế này thôi. Bạn Thỏ Kim Tuyến ơi, hát kiểu đó Việt Nam có mấy người? Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của hội đồng cố vấn là giữ đáp án lại cho riêng mình. Một lần nữa cảm ơn phần trình diễn rất là tuyệt vời của Phượng Hoàng Lửa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Phượng Hoàng Lửa rất vui và tự hào được tham gia cuộc chơi đầy ý nghĩa này. Và mọi người hãy chờ đợi Phượng Hoàng Lửa cháy hết mình ở vòng sau nhé. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức 5 tiết mục rất bùng nổ, nhiều cảm xúc khác nhau. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự trở lại của 5 chiến binh, 5 nghệ sĩ. Đầu tiên là Bướm Mặt Trăng, chiến binh Tí Nâu, chiến binh Nhiếm Ui Gia, chiến binh Kỳ Đà Hoa, và cuối cùng là chiến binh Phượng Hoàng Lửa. Bây giờ là phần quan trọng nhất của chương trình, đó chính là phần bình chọn. Nhưng mà trước tiên Huy muốn nghe một số cảm nghĩ của hội đồng cố vấn về màn chào xưng ngày hôm nay, xin mời. Bản thân Harry thì ai cũng ấn tượng hết. Hôm nay các anh chị và mọi người có mặt ở đây thật sự tạo cái cảm giác rất là xúc động cũng có, và có những cái mình nể cũng có, và có những cái là nó chạm vào trái tim mình á. Harry nghĩ là không phải là chỉ có mình Harry như vậy, mà tất cả những người ngồi ở đây thì ai cũng cảm thấy như vậy. Cho nên rất là cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn những người nghệ sĩ. Phải nói là rất là khó khăn để mời được họ chịu tham gia vào một cái cuộc thi như thế này. Mọi người đã thấy là họ đều là những ca sĩ chuyên nghiệp, họ hát rất là hay. Và nó còn mệt mỏi hơn là khi mà mình phải đeo cái mascot này để mà hát. Nó cực lắm, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Mà phần trình diễn nào cũng tuyệt vời cả. Chúng tôi đang rất chờ đợi xem là đằng sau những con mascot rất là xinh đẹp kia là những ca sĩ như thế nào. Còn riêng Thành thì không cần phải hỏi. Tôi nghĩ chắc đêm nay thì mọi người cũng cùng cảm nhận như tôi. Đó là Phượng Hoàng Lửa hát quá lời hài. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Thực ra là nếu theo những cái gì mà phán đoán hiện giờ mà em phán đoán về 5 nghệ sĩ ở đây là đúng á, thì cái này là em phải dành một cái sự rất là nể chương trình để mà có thể mời được một dàn nghệ sĩ chất lượng thực sự như vậy. Và mọi người có công nhận rằng là khi mà các anh chị em nghệ sĩ được cover lại bởi những cái trang phục, cái mascot này đó, thì dù bất kể xuất thân là ai, background như thế nào, vị trí như thế nào, thì đúng là chỉ có giọng hát
và câu chuyện của họ còn tồn tại trong lòng của khán giả cũng như là ban cố vấn ở đây. Em không biết nói gì hơn ngoài cái chữ thực sự ngưỡng mộ. Em xin cảm ơn. Thành nghĩ ra ngoài dũng cảm ra còn là cái độ chịu chơi nữa. Dạ đúng rồi. Tại vì không phải ai cũng sẵn sàng để show ra giọng hát của mình để cùng hát tranh tài với lại đồng nghiệp đâu. Đúng rồi. Thật sự. Thanks for coming. Thanks. Thực sự thì em cảm thấy rất biết ơn khi mà em có thể xuất hiện tại nơi đây để mà mở rộng tầm mắt và mở rộng luôn màn nhĩ của mình để em có thể nghe và thấy và chứng kiến những gì đang diễn ra ở trên sân khấu ở thời điểm hiện tại này. Đầu tư hình ảnh, trang phục tất cả mọi người khỏi phải nói rồi, đây là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là tuyệt vời. Hơn nữa giống như là lớp chồng thêm lớp, thêm vào đó âm thanh và kỹ thuật của tất cả mọi người gọi là thượng hạng. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà mình có thể tham gia và có mặt ở đây trò chuyện cùng mọi người để cảm nhận cái vibe của mọi người, nhất là đối với một cái người nghệ sĩ trẻ như em có thể học thêm rất là nhiều điều. Dạ. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến của hội đồng cố vấn. Vâng, cái bây giờ là lúc chúng ta sẽ bước vào việc khó khăn nhất, đó chính là bình chọn cho nghệ sĩ chúng ta yêu thích nhất. Lượt bình chọn đầu tiên sẽ thuộc về hội đồng cố vấn. Xin mời bình chọn. Cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt bình chọn dành cho khán giả tại trường quay. Xin mời bình chọn. Chúng ta đã kết thúc thời gian bình chọn dành cho khán giả. Wow. Huy nhắc lại, đây là tỷ lệ bình chọn của vòng đầu tiên. Chúng ta vẫn còn một lượt đấu nữa. Bây giờ sẽ lúc Huy công bố kết quả phần trăm bình chọn như sau. Lượt phần trăm cao nhất đó là 45.45% lượt bình chọn đã thuộc về Phương Hoàng Lửa. Và đứng ở vị trí thứ hai với 18.18% lượt bình chọn, đó chính là Bướm Mặt Trăng. Theo sát nút Bướm Mặt Trăng, 17.17% lượt bình chọn đã thuộc về cái tên quý vị đang kêu lên nhiều nhất, đó là Kỳ Đà Hoa. Chúng ta còn hai nghệ sĩ với lượt bình chọn chỉ cách nhau 1%, và người đang giữ lượt bình chọn ở vị trí thứ tư với 10.1% lượt bình chọn, đó chính là Tino. Và Nhiễm Uya nhận được lượt bình chọn là 9.1%. Nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng. Và thưa quý vị, năm nhân vật ngày hôm nay, năm nghệ sĩ chúng tôi không chỉ ấn tượng về giọng hát mà còn qua tính cách của nhân vật đó và kể cả những câu chuyện của họ nữa. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên một điểm ấn tượng và quyết định lượt bình chọn khán giả có thuộc về họ hay không. Dĩ nhiên câu chuyện của họ rất rất dài và chúng ta sẽ cùng nhau đón xem vào tuần sau ai sẽ là người phải lộ diện cho chúng ta. Quý vị hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên kênh The Masked Singer Việt Nam do Vion và VChannel thuộc Đức Việt VAC Group Holding thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, VChannel và V Giải Trí. Quý vị có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để xem sớm nhất The Masked Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Chúng ta có thể view theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi để cập nhật những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi. Sáng khoái Pepsi bung cùng nhạc chất. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau.
tuần sau. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Liên tiếp những chấn động sẽ diễn ra khi có một nghệ sĩ phải cởi bỏ mặt nạ. Ai trong số 5 chiến binh của bảng A sẽ chớp lấy cơ hội để xoay chuyển tình thế? Em rất thích ăn đồ ăn Nghệ An, ngon lắm, mặn mà đồ như em gì đó. Ủa, đừng sao mốt, chưa đi Nghệ An mà ăn đồ ăn Nghệ An. Gì, anh Thành đâu phải người Nghệ An đâu, anh Thành cũng nói được tiếng Nghệ An vậy. Có bạn lĩnh sân khấu phải làm nghề lâu rồi. Không, bạn này chưa làm nghề lâu. Tập trước là anh Da Heo anh hát R&B cho nên em bị lừa lọc. Nhưng khi anh ta hát ballad em đã nắm chắc được Da Heo trong tay. Bây giờ chỉ phi hành nữa thôi là ta ăn rôm rốp liền. Thực sự là bạn sinh ra ở đâu? Em sinh ở cái thổ ruộng thứ 8, cách cái bờ ruộng khoảng 2 mét. Lúc đó người ta quăng cái hạt em xuống, xong cái mọc lên thành cái cây thành bây giờ. Trời ơi, thông minh chưa? Ba với bà Bớ mặt trăng với bà O Sen, ba bà ở chung một nhà là thế nào tới cuối tháng mở ra cũng mất một người. Tôi nói thiệt, sợ gì thì hai đứa còn lại bóp cổ. Liệu Lady May có giữ vững phong độ của mình? Kim Sa Ngư có lội ngược dòng thành công để không phải là người ra vị? Ai là người đầu tiên phải lộ diện? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của chương trình Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam, được phát sóng đồng thời trên kênh HTV2 V Channel và siêu ứng dụng giải trí Vion. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.